Mến chào các anh chị đã đến với kênh Em Đi Cuộc Sống Pháp nha. Chúc anh chị ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an, thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn mấy anh chị luôn luôn đồng hành kênh Em Đi Cuộc Sống Pháp. Hôm nay là em sẽ làm món thịt bò xào lúc lắc để ăn với cơm nha. Đây, em sẽ cắt thịt bò nè, đó. Cắt thịt bò đó nha. Cắt theo cái sớ của nó nha. Không thôi thì nó bị dai. Đó, thịt bò ngon chưa? Cho nên nó nhỏ quá thì mình lạng bớt. Thịt bò em nó bán trong cái dĩ á, mình giờ mình không cần rửa, thịt bò bên đây không có cần rửa. Mình chỉ lấy miếng giấy mình thấm sơ thôi. Đó, một thau thịt bò luôn, em mua tới 2 ký mấy luôn. Đây thì em có tỏi em sẽ sẵn nè, bây giờ em sẽ bắt dầu lên em phi cho nó thơm để em ướp thịt bò lúc lắc cho cả nhà. Đây là dầu em đang bắt nóng lên này nè. Giờ bắt đầu em sẽ để tỏi vô. Đó, để tỏi vô. Xong rồi nha. Đó, bây giờ em sẽ ướp gia vị nè. Bỏ dầu hào vô. Mình canh số lượng nha cả nhà. Em có không dùng muỗng hả? Khỏi dùng muỗng luôn, khỏi đếm luôn. Khoảng này là 3 muỗng dầu hào. Là tự ấy luôn đó. Tự em canh luôn nha. Em nghĩ là khoảng 3 muỗng dầu hào. Tại lòng quen rồi cho nên nhớ luôn. 3 muỗng nước tương. Ghê ông quá dữ ha. Ghê dữ. Đây là dầu mè. Khỏi cần đo số lượng luôn. Mình canh vừa ăn là được rồi. Dầu hào, mè. Đi nữa, tới phiên cái gì? Em bỏ bột bắp vô, em dùng 1 muỗng bột bắp. Bột bắp không cần nhiều đâu nha mấy anh chị. Bột bắp nhiều thì nó bị sền dữ lắm. Bỏ ít thôi. Thôi, giờ được khoảng nửa muỗng thôi. Nửa muỗng bột bắp thôi. Anh nói nhiều quá, em bỏ hết lại nửa muỗng thôi. Thấy vợ em không? Không có thể thiếu là gia vị, muối đường, bột ngọt. Thì cái bột lắc phải ngọt nha cả nhà. Thì mình dùng 1 muỗng đường, một chút xíu muối, tại có nước tương rồi nó đổ nó sẽ bị mặn á, một chút xíu bột ngọt. Ok, đây là bỏ tiêu. Tiêu có thể nhiều vô cho nó thơm, ăn đụng vô tiêu mới đã. Rồi mình muốn cho cái màu thịt bò được đẹp á, đen á, thì mình để một chút xíu màu này caramel nha. Caramel thắng tại nhà, thắng ở nhà cả nhà. Hào quá, kinh tế khó khăn mà bà xã của mình làm đồ hào quá. Cuối cùng thì không có thể thiếu cái món này nha. Có cái này vô rồi mới đặc biệt cái món bò xào đúc lắc nó mới ngon. Đây là tỏi em phi nè. Phi như vậy là được rồi, đừng có đen mà khét quá ăn nó bị đắng đó cả nhà. Đó. Hào quá. Em dùng khoảng muỗng rưỡi này nè. Khoảng 2 muỗng dầu. Dầu cho mỡ. Để cho cái thịt nó không có được, nó không có không bị khô, á. Không bị khô á. Cuối cùng mình sẽ cho nó thơm hoặc nó mềm thịt nữa thì ở đây mình sẽ dùng 1 muỗng rượu trắng. Đó, xong rồi, bắt đầu em sẽ trộn lên cho nó đều nha. Hào quá, ăn miếng bò không rắc mà tốn tiền tùm lum la hết. Đó, trộn đều rồi, thơm quá, thơm mùi rượu quá. Với tỏi nữa, nhờ cái tỏi này nó cái màu hấp dẫn không, đẹp không? Trộn lên cho đều là được rồi. Mình để đây cho nó thấm gia vị khoảng 15-20 phút vậy tùy cả nhà nha. Đó, giờ tỏi nó vàng rồi nè. Mình sẽ bỏ sốt cà tomat vô. Do mình thích nhiều ít cà tomat nha. Nhiều thì màu nó đẹp, ít thì màu không được đẹp. Đây, rồi. Bây giờ muỗng cơm đổ vào. Trộn đều lên. Mình xào xong rồi đó mình nếm gia vị vô đây luôn nha, nó mới ngon. Chừng nào mình xào thấy cái hạt gạo nó đều với cái sốt cà tomat là nó mới được nha cả nhà, vậy nó mới đẹp màu nữa. Bây giờ mình xin em nếm gia vị vô vào. Đây muối đồ ngọt thì em pha sẵn rồi cho nên em chỉ để thêm vô gia vị cho nó vừa ăn là được rồi nha cả nhà. Mình cho đều rồi xong. Đó, như vậy là màu nó được đẹp rồi nè. Mình thích màu đẹp nữa thì mình có thể để sốt cà tomat vô nha. Tôi cà tomat càng nhiều càng đẹp hả? Có càng nhiều thì màu càng đẹp. Đó, cái màu nó được đẹp nè. Trộn chừng nào cho nó hòa cái này đều với nhau là được rồi, tắt lửa nha. Ê, bắt đầu mình sẽ xào thịt bò nha mấy anh chị. Bỏ thịt bò vào. Cái này đi cho nó nhanh. Rất là thơm. Bò xào lúc lắc ăn với lại cơm chiên nhiều thịt heo luôn, ngon quá hấp dẫn quá, hết sảy như con bà bảy. Đổi món bữa nay rồi, đổi món nha, đổi món ăn.
cơm ké cơm, bây giờ là sụp bờ với cơm. Đây bỏ vài cái miếng của hành này vô mà để ăn nó ngon cả nhà. Đây mình bới cơm vô chén để mình làm cái chén cơm cho nó đẹp ha. Đó, mình đè xuống cho chắc chắc chút xíu không còn nó rồi đó cả nhà. Đó, sắp cho nó bằng bằng lại hết. Đó, ăn nhiều ít thì do tụi mình thôi. Sau đó mình sẽ đổ cơm vô đây. Quá đẹp. Rồi múc thịt bỏ lên. Bây giờ sẽ múc thịt ra dĩa luôn, rồi rắc miếng tiêu nữa. Đó, rất là đẹp nha. Ngon quá, ngon quá. Giống nhà hàng không? Đây, bây giờ mình quay đều những hạt tiêu. Những hạt tiêu xinh xắn. Nó mới ngon, có tiêu vô nó mới ngon nha. Đó, có chén xì dầu. Có chén ớt, xì dầu ớt nè. Dĩa thịt bò xào nè, cơm nè. Rất là ngon nha. Dĩa cơm nhìn thấy hấp dẫn quá ha. Nè, đó. Rồi bây giờ em chuẩn bị mời cả nhà ăn nha. Rồi em mời cả nhà ăn cùng em nha. Đó. Thèm thèm, chảy nước miếng. Rồi em mời ăn cơm. Cơm, ăn thử miếng cơm ngon không? Ngon quá, vừa ăn luôn. Miếng thịt bò. Mình chấm thịt bò, mình chấm lên xì dầu vô nó mới ngon nha. Có miếng ớt nữa nè. Thịt bò mềm. Ăn vô mấy miếng dưa leo. Bò quá mềm luôn. Cơm thì cơm dẻo, rất là ngon nha. Cũng như nấu bằng bếp vậy. Thật cảm rất là ngon. Ăn tất cả tô mát chơi ghi. Ngon quá mấy chị ơi. Cơm ngon quá. Ăn ngon giờ rau nè. Có rau rồi vô ăn ngon. Có ớt nữa. Cây cay. Ngọt ngọt. Giòn giòn với dưa leo. Bác sĩ Khiên á, là một ngày mình ăn 3 loại, 5 loại đưa ghim chứ. 5 loại rau ngũ quả. Bữa nay mình ăn 3 loại rồi. Củ hành, chà tô mát, dưa leo, 3 loại. Quá hành sao cũng giòn đậm á. Rất là ngon. Ngon quá. Tội nghiệp tới người quay phim dìm chảy thứ miếng. Mới sáng sớm mà chảy nước miếng cái gì? Mới sáng sớm em ăn dĩa cơm gì nè, biết không? Ăn phải đi làm. Bữa nay làm sớm. Ăn mà kèm theo cà rồi á, ngon. Làm 2 miếng thịt luôn. Rất là ngon, đậm đà. Thịt rất là mềm. Thịt này mình ướp cái bột trắng đây nè. Rất là ngon nha. Nó mềm. Nó thơm nữa.
Ngon quá. Chuẩn bị cất tương lai lên ký luôn. Rồi, xong. Thức ý cơm. Nhưng mà chén xì dầu vẫn còn. Rồi xong. Bữa cơm thịt bò xào lúc lắc cũng rất là ngon. Cảm ơn bà chủ nhà đã cho mình dĩa cơm thật là tuyệt vời. Em cũng không quên cảm ơn mấy anh chị luôn luôn đồng hành kênh Em Đi Cuộc Sống Pháp. Xin chúc mấy anh chị ngày mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình nha. Thành công trong cuộc sống. Mấy anh chị thấy video hay cho em xin một cái like, một chia sẻ, một cái bình luận ở dưới nha. Hẹn mấy anh chị video tiếp theo. Bye bye mấy anh chị.